Unit 7. A bananas, a chocolate bar, bread, carrot, lamb, oranges, salt, some, sugar, sweet, cheese. Okay, now we start our lesson, chapter 3, food attack, unit 7, jump. Nếu không biết đến thì cứ trong ở ôn dưới lòng bí, ca pra, niêm rộp bán. Nên ở ôn chết, để dây ông bí, ở quay để ôn chơi chết chiếm kế. Nếu không biết đến thì hay nâng ở ôn dơ lòng tí ca pra tiện xăm hay nâng en ní bằng thay tiện nâng chết xu xùm lúa ông tí mô hộ bà hà. Ok, tập dừng chập đám. Who want a picnic? Ta nâng ná trong bàn picnic mùi. Picnic ta picnic cái chiều ngoài đó ông mà tha dương heo picnic những mini tha dương ta đã lấy và ta dương vô hộ hay vô hà tổ hộ lần lần ở đây chỉ hao ta heo picnic. What are these photo of ta rụt thoát thằng ní cư như vậy em bị ai guess đi em mơ tell your partner prap đại cụ vào nhé. Mike the photo, who call the thought with the word to my peer from the box, people of the long notebook of a net. Nick A, B, the whole doll J. One good chocolate bar. Dom socola, chung group here moina. A banana, like J. Some bread, num pang clap. Lamb, krichma, carrot, some salt, ambal clap, some tea, taktai clap, some oranges, takroi clap, some sugar, score saw clap, sweet, score crop. Chúng pon chăm đập, tiếng ốc đĩa. Listen, check and repeat. The tape 3.7.2. Kế tập 8. Tape script 3.7.2. A. Some orange juice. B. Some tea. C. Some bread. D. Sweets. E. A chocolate bar. F. Limes. G. A banana. H. Carrots. I. Some salt. J. Some sugar. And again. 3.7.2. A. Some orange juice. B. Some tea. C. Some bread. D. Sweets. E. A chocolate bar. F. Limes. G. A banana. H. Carrots. I. Some salt. J. Some sugar. And tắt bồn tôi mơ thêm nào thật chóng. Tâm bồ Pi rồi Mọc phê muội 3.7.3.
It's picnic time. Hi, Pisay. Today, young Pisay. My picnic box is over there. Picnic box robot nhóm. Nơi tìm nhục. It got some salt, vi miên nằm bờ khắc, and some sugar, hai nước cỏ khắc. It also got carrot, vi miên cà rốt, hai nắng, lại chế mùi. Hi, em vụt tầy. Sức đấy khi em vụt tầy. That my picnic box. It got 6 oranges, vi miên lại cỏ mùi, and a lamb. Hai nâng cửa chmà mùi. It got some bread. Vì miến nông bàn khlắc. And some tea. Thu. Hai nâng tài khlắc bọc đài. Hi, I'm Lee Wan. Sức đấy, nhóm Lee Wan. My picnic box has got 4 carrots. Picnic box là bọc nhóm cư miến cà rốt buồn. And 10 eggs. Hai nâng lại hai nâng sụt đọc crop. It has got some oranges. Vì miên lại crop. Vì miên tự crop lại. And 3 chocolate bar. Hai nâng miên sô-cô-la bảy đồng. And some sweet. Hai nâng có crop lại. Tập dừng ta lọc ngò tầm phô và dừng quýnh. Chúng bọn ai tập mà đoàn tiết hay bọn ai cũng bình luận ai. How does Aruni feel? Ta Aruni miền ả rộng chẳng mạch đại. Guess, tell your partner, prap đại cư bọn em. Listen and check, đạp hai nâng khi nhật mời. Tập bọn mơ, ta lọc tâu thêm. Dừng với bọn ai tiên mơ nó tầm phòng phí rồi. Một thấy. 3.7.4 Oh, picnics are my favorite. I love eating by the park. Okay, everyone. It's time to eat. Let's open our boxes together. Ready? 1, 2, 3. Dad, are those eggs? Are we only eating eggs at the picnic? Of course not, Aruni. Here's what we have for lunch today. Grass. End of tape script. Chẳng bất tận bồn. Đọc cả tốn bồn này sắp xa lắm. Look at the sentence. Answer the question. Rồi lệnh mơ sống lúa. Chlai sống lúa. Rồi lệnh mơ bởi dốt. Ai chlai sống lúa. We can count oranges. Yên ai rộp lại cổi. We can say yên ai như vậy. He got an orange. Bọn miên lại cổi muối. He got 6 oranges. Bọn miên lại cổi và muối. He's got some oranges. Bọn miên lại cổi lại. He hasn't got any oranges. Quát mình miến, lại cực lạc thế. Chẳng mình đây tha niềm rộp bán viên ai pra ơ, pra én, pra xa bán. We cannot count dưới mình ai rộp tức là cô bán thế. We can say, we got some milk, we haven't got any milk. Chẳng được nông mình đây ní, cứ xông mình chật. Ôn xa chật mấy, xăm hay đang én đi ní. Nhưng pra bán, chỉ mùi niếm. Rọp bán hay nâng rọp một bán. Và xăm nó ra chỉ mùi niềm rọp bán dương biên thèm ẹt. Còn giá bộ rọp bán dương còn biên tùm rộng ẹt thì ấy thì.
Andy dương được kia chẳng đá cả là tha sám dương pra bí dụ sớt. Andy pra bí dụ sống đủ hay nâng bản sạch. Lúc lạc lạc quýnh. Hãy sám cứ dương ai pra bí dụ sống đủ phó bản. Rồi có offer nào. Two sentences are wrong. Bí dụ bí khó. Can you find them? Tên đẹp ai rô phù hiệp bản thế. Correct and write them in your notebook. Cái hay nâng sổ xe phụ viết nó có nông lộn bút rồi bọt nè. 1. She's got an apple. Niềng miến lái phò mùi. We haven't got some oranges. Chẳng bây giờ bản sát dừng bác Andy. She's got a chocolate bar. Niềng miến sô-cô-la mùi đông. She's got six banana. Niềng banana thổ thảm ác. Vẫn đang kia thảm. He hasn't got any carrot. Còn mình miến carrot là gì? Chẳng là nó có muối, là nó có muối. Và any, any time at. Can we count this? Ta nè ai rộp tiếng ổn đi bàn thế. Make sentences. I've got some fish. Cho miến trái khá. I've got an egg chẳng mất. I've got some apple chẳng. Draw your picnic box. Draw five kinds of fruit. Chẳng kể ở dưỡng cù, vấn đề là sao cù thọt chẳng mừng ai cho bốn cù phạm phật phết lên phố bạc bản thế. Ask your friend about your picnic box. Xua mật phẹo bọn nè ổng phí picnic và ở kè ổng đặt. Xâm rạp dưỡng tổ đá lê những hào picnic box. Dưỡng tổ đá lê dưỡng vô à hà tôi hốp anh đang học picnic, theo picnic. Can they guess what in it? Ta nè ai ti biểu bàn tế ta với nó không biết. Have you got some bright? Ta nè miên bài khá tế. Have you got an apple? Ta nè miên bài bò mùi tế. No, I haven't. Yes, I have. Chúng bật sân viên tùm rộng khá. Yes, I have. Bà phát sát. No, I haven't. Chẳng mà. Granny food shop hang hoa hai robot chị đồ. Look at the picture for 1 minute. Cô lệ mở rụp tiếp rẻ bé mối nhị tì. Can you remember everything in the picture? Ta nè ai trong chậm vầy vầy thằng ọ. Nó có nông rụp tiếp bàn thế. Ôi mớ. The eggs, salt, apple, corn, banana, apple, sugar. Chúng tôi đã mở trong này. Read quickly and nhận lớn. Did you guess right? Ta nè tu tiền. Bạn trầm trở thế. Hi, welcome to my granny shop. Sức đấy. Hàng chị đồ nó bọc nhóm xôn xoa cổng. Mom and dad, mẹ hai nàng phá. Often work here. Chị nhóm thưa cá nào tì nè. I sometimes help them too. Nhóm chuôn cá chuối. Phụ kế phòng đài. Phụ quát phòng đài. We have some sugar and salt. Dương biến có só hai nàng ẩm bẩn. Over there, nó tì nè. We have got some fruit as well. Dương miến phai chớ khá phong đại. As well. We have 13 oranges. Dương miến phai cổ đập bầy. 20 banana phai chế mập bầy. And 50 apple. Hai nấng phai bóng hà sọc. Eggs are my favorite. Sốt nấng cư chia. Rồi bỏ để chơi chất trình kết rồi bỏ nhau. A lot of people buy eggs. Mình luôn đi chơi chán tinh xuất nào ai hang rồi bỏ dưới. I think giống cất thả eggs are their favorite too. Giống cất thả xuất nó cứ chia rồi bỏ để chơi chất trình kế rồi bỏ của kế phòng đại. We've got some bread. Dương miền là dương miền nông bằng khác. And some corn, hai nâng bột khá.
But we haven't got any meat. Có vấn tái dường mình miễn sạch là thế. Oh, and we've only got one tomato left. Hái dường nó so tại play bình bọc mùi thế. Mùi bà nọ. We need to buy some more tomato. Dường chăm bạch trâu tài tính bình bọc thêm là thế. Can you see my chocolate bar? Ta nè ai khơi đông sô-cô-la rồi bọc nhóm thế. I got 6 chocolate bar. Nhiều miền đông sô-cô-la bởi mùi. And some sweet. Hai nâng. Score crop là. Granny sometime hide them. Chỉ đốn chun ca lẹ phụ hiền. Sì xinh. Quất cật thà. Chocolate bar and sweet are bad. Đông sô-cô-la hay nâng score crop nâng cứ. Mình lo thế. She doesn't like them. Quán mình chủ chất phụ hiền thế. Can you help me to find my chocolate bar and sweet? Tên này ai chui khi nhóm rọc sô-cô-la hay nâng sô-cô-la crop rọc nhóm bán thế. Chúng bật sân bồn sạp bán bán bồn ai sạp bồn cụ bọ sạch chết mạch. Read again and answer the question. And bắt đầu tiết hai nâng chlái xong lúc. How many banana are there? Ta miễn phải chết bằng màn. 20. Một phẩy. Are there any carrot? Ta miễn carrot bằng màn. Chẳng bộ mơ ạ sắp bọt nó hãy chạy mà. Is there any sugar? Have they got some meat? How many tomato have they got? Who like eggs? Hãy chạy xong rồi luôn này. You are granny shopkeeper. Shopkeeper nó mình đi tham ở chợ hàng. Nên nó cứ chia mà chợ hàng rồi bỏ. Chị đồ. Granny. Granny nó mình đi tham. Chị đồ. Write five things. So say away away from. You have got. Để nè miến nó có nóng hàng rồi bỏ nè. Write five things. So say away away from. You haven't got. Đại nẹ mình miến. Nơi có nông hang rồi bọn nẹ. Use some, and any. Bà biết some, and hay nâng any. Chẳng bốn ai. So same mà, I've got some ấy. I haven't got some ấy. Go shopping. Tất tính ấy bạn. Are your classmates. Xua mật rùm thả rồi bọn nẹ. Some food. Một hạ class. Đại nẹ mình miến. Write their name, so say, chmua rồi bỏ phụ viết, next to, nơi chọc nâng mô hộp. Have you got apple? Ta nẹ miên phai bòm tế. Have you got corn? Ta nẹ miên phai bòm tế. Yes, I've got some apple. No, I haven't got any corn. Chẳng bị phai bòm nâng kì rọc bàn bán này, chẳng niêm rọc bàn bán, dương mình miên tùm rộng phôi chả nạ thịt. Ai bị chả nạ mấy cư chẳng. Guessing game. Bài tục tiền. Sing of a food. Cất âm bì mà hộ hà mối. Can you friend guess? Ta mất phẹ rồi bọn này ai tục tiền bàn thế. Is it fruit? Ta vì chụp lại chờ rứ. Is it an apple? Ta vì chụp lại bom mùi rứ. Is it red? Ta vì bỏ cỏ hôm rứ. Yes. Yes. Yes, well done. Oh. Has it got seed? Ta vì mình crop thế. Ok, ở dưới lên là bài anh thuốc tiên mùi xua chứ nha. Bài thâu ôn, bồn bồn thật. Với cả dưới cư đại xa là cư thọt chứ. Ai như vậy bạn. What have you got for lunch today? Ta nè mình là vậy xong rạp hạt ngày trong ngày này. What do you usually have for breakfast? Ta nè chi tu tấu hô ở quầy xong rạp hà về brek. Lunch hạt ngày trống. Dinner hà về lần nghiệp. Write in the notebook. So say nó có nông notebook rồi bọt nè. Then tell your partner. Còn tỏ mốc rạp đầy cú rồi bọt nè.
for breakfast, xong rạp hà bê bớt. I usually have, nhóm chì tu tớ, hộp. Hèo nó mình là hộp á, bà mùi cường hộp chọc nó. For lunch, xong rạp hà thầm hệ trọng. I usually have, nhóm chì tu tớ, hộp. For dinner, xong rạp hà bê lĩnh ít. I usually have, nhóm chì tu tớ, hộp. Ok, read and listen. Which food set do you like? Ta chút một hộp hà mùi ná để nè chua chật. Ôn mở. Chẳng bộ ôn trong tập thêm ní. Được không chạm ở bộ ôn tập. Đó, biến tập nó ở kia. Tip script 3.7.5. I don't know what to eat. I'm so hungry. Would you like some rice? Yes, please. I like some rice and some fish. Yummy. Do you drink milk? Yes, but not for lunch. I only drink tea for lunch. Would you like some fruit? Yes, I love apples. Can I have some apples, please? I'm so hungry. I don't know what to eat. Okay. Do you like fruit and vegetables? Yes. I like them a lot. I don't eat meat, I don't eat chicken, and I don't eat pork. Do you drink coffee? No, I don't. I only drink water. I drink lots of water and milk. Would you like some fruit for lunch? Yes, please. I like some mangoes. I'm hungry. What can I have for lunch today? Do you like fruit and vegetables? No, not really, but I like meat. I like chicken a lot. Do you drink tea? Yes, I do. I drink tea every day at home. Do you like apples? No, but I like oranges. I'm hungry. What's for lunch today? Do you like noodles? Yes, I love noodles with vegetables and meat. It's my favorite. Okay, do you drink tea? Yes, sometimes, but I don't drink tea at lunch. I like orange juice for lunch. Would you like some sweets? Some sweets for lunch? No way. Okay, tao lục lục bỏ iPhone tập. Vietnam vậy ta. I don't know what to eat. Khi mình đang thắc hộp ấy thế. I'm so hungry. Khi ông clean na. So bỏ thằng na. Mình bỏ đi chỗ này thế, nhưng bỏ thằng na. Viết ra nó một con niềm. Mr. X vậy ta. Would you like some rice? Ta nè, trong bàn. Bài khá thế. Yes, please. I'd like some rice. Nhóm trong bàn bài khá. Hai nâng trái khá. Yummy. Do you drink milk? Ta nè hộp cực. Thực đó cô thế. Yes. But not for lunch. Có vấn tế mình xâm ra bà hát ngay trong thế. Only drink tea for lunch. Hộp ta tái hộp. Ta tái xâm ra bà hát ngay trong. Would you like some fruit? Ta nè trong bàn trái chơi khá thế. Yes, I love apple. Nhóm chưa chật lại bó. Can I have some apple, please? Ở trong sông lại bó, lạc bàn thế. 2. Đi. I'm so hungry. Nhóm clean nè. I don't know what to eat. Nhóm mình đang thả hộp ấy thế. Okay. Do you like fruit? Tớ nè, chưa chật lại chứ hay nâng mình lại thế. Yes. I like them a lot. Nhóm chưa chật phụ viện nè. Don't eat meat, mình hộp sạch thế. I don't eat chicken, khi mình hộp sạch món, hay khi mình hộp sạch chuột thế. Mr. X, do you drink coffee? Ta nè thật, ta nè hộp coffee thế. No, I don't, khi mình thế. I only drink water, khi mình hộp tại tất bằng nó, xong ra bà hát ngay trọng. I drink lot of water and milk, khi mình hộp tất chỉ trán hay nâng thực đọc của. Would you like some fruit? Ta nè trao ca, lại chơi xâm rạp hạt ngay trọng thế. Yes, please, but I'd like some mango. Nhưng trao ca, lại xoay. Mình đã chọn bàn, lại xoay. Ở với chữ ca. I'm hungry, không clean. What can I have for lunch today? Khi mà ai miền bày hộp thế xâm rạp hạt ngay trọng thế ní. Do you like fruit? Ta nè chơi chật lại chơi hai nâng vegetable bằng lại thế. No, not really, mình bật thế. But I like meat, còn thế chung chui chật sạch.
I like chicken a lot. Chúng tôi chấp nhận món này. Do you drink tea? Ta đã hộp tay thế? Yes, I do. I drink tea every day. Chúng hộp tay chỉ đừng là ngày nào ăn thế. Do you like apples? Ta đã chưa chấp lại bọn thế? No, but I like orange. Còn tác dụng chưa chất lại cột. Right, what? I'm hungry. Chúng clean nè. What for lunch today? Ta nè. Ta miền ở vầy hộ xâm rạp hạt này trong ngày ní. Do you like noodles? Ta nè chưa chất quy tiêu thế. Yes, I love noodles. Chúng chưa chất quy tiêu. With vegetable. Đại miền bần lại. Vegetable. With vịt nâng bỏ pra càng cỏ về chìa vật thổ nâng. Việc bỏ thả đại miền. Và dân mà nước. Mày là chìa môi. Chân vịt là ní bỏ thả đại miền. Đại miền bần lại. And meat hay nhân sạch. It's my favorite. Vìa cư chê rồi bỏ cho chất chính kê rồi bỏ cho nhau. Ok. Do you drink tea? Ta đã hộp tay rứt. Yes, sometimes, chuyên cảm. But I don't drink tea. Còn tác cho mình hộp tay nấu ăn hạt ngay trong tiền. I like oranges. Khi ông hộp tức rồi. For lunch, xâm rạp hạt ngay trong. Would you like some sweet? Ta đã trâu cả. Score crop là thế. Some sweet for lunch. Score crop xâm rạp hạt ngay trong rứt. No way. Read and listen again, mind the picture with the conversation. Chúng ta có ổn cụ cổ rồi phép cho mỗi cá sẵn mê, chúng ta có phép mỗi nhà. Mới khởi nhé. Can you count this? Ta nè ai ở rộp tầng ổn bàn thế, write them in your notebook. Chúng ta mà đã, vật thổ chỉ là tầng ạ xa là thiệt riêu, cứ dừng rộp bật bán tìm mỗi. TP và sân bật thổ nó chẳng ạch ạch vì rõ bật bàn đà. Chẳng kể chặt tục tại vị trí uncountable now. Chẳng đi dịp việc coffee dừng rõ bật bàn thế. Apple rõ bán. Noodle rõ bán. Tea rõ bật bán. Mango rõ bán. Carrot rõ bán. Chẳng điểm khác dừng rõ bật bàn thế. Niềm rõ bật bán như hào thầy uncountable nào. Chúng ta xô mọc quân bồn bồn để bảo anh chẳng lại về liên mộc sắc xa. Chỉ môi được cử nấu thế này đi. Và không bị đề lít việc ôn dù là bạn chẳng lắm bằng kỳ hộ hà hay là niềm ná rõ bán, niềm ná rõ bật bán nâng ca pra biệt sáng. Andy, dùng lực lăng vĩnh sáng khi pra nó bê ná. Andy, dùng pra nó bê ná. Tiếp tôn nâng ca phụ hà ní. Niêm môi chùm luôn. Để dựng đăng xa phái cư niêm nó cư rọt bàn. Niêm rọt bàn cư dựng miền tùm rúng. Chỉ phụ hà chân nặng. Định ạp phó. Niêm rọt bàn. Mango niềm rọt bán, egg sweet niềm rọt bán, sweet rọt bán, carrot rọt bán, đi chụp biển sugar rọt bán thế, meat có rọt bán thế, sạch, tomato bình bọt nó ngươi rọt bán bình bọt. Bái thì rõ bật bàn thế, rice, fish, rõ bật bàn đấy. Vegetable, bần lái dương rõ bán, phọc. Phọc sạch chụp nó cứ như này thà, rõ bật bàn thế. Water, tức, nó rõ bật bàn thế, miếng, tức đó cố rõ bật bàn thế. Chứng miên niêm chỉ tràn tiếp tại dương rõ bật bàn. Đi biệt thả food, food mà hôm nó cứ rõ bật bàn thế. Mùi tiết cứ nhung lục rút xong rộng lực. Là quýnh biệt thả heo nó cứ tệ tôn chỉ mùi nằm hộp hả. Thì
dừng bỏ thả hồ dừng ăn bỏ thả miệt tê ông mà ta what do you have for breakfast ta nè hồ với xong rạp hạ bê bước what do you have for lunch ta nè hồ với xong rạp hạ ngay trống ta đọc bê dân hốt dân ta I have heo lắm nay thông đá dừng bỏ thả miệt chân niêm uncountable noun on mình ai prap ở an bàn thì chân dương ai vô chung lúa việc sắm cứ gọi anh đi mà chân xôm ở con bồn bồn xa chết mấy đời bàn chung lại bê mất sắc xa chung mùi lực rú và bê sắm xung đi tìm này xin cầm thá hồ nâng dục chất tạc không răng phải riêng ở bì xa mặt phim chung lực lướt bồn bồn đang ở kia chụp miếng đi lên tìm phòng bầy nấu mong cọ bye.